Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Và hôm nay tôi đem về cho các bạn một thiết kế rất là đặc biệt của dòng Calatrava. Và đây là mẫu Calatrava 6000G. Và mẫu đồng hồ này đặc biệt chỗ nào, chúng ta hãy cùng phân tích trong video này. Và cái điểm đầu tiên và đặc biệt nhất trên chiếc đồng hồ này đó chính là phần mặt số. Thông thường thì Calatrava là dòng dress watch của hãng. Vậy dress watch là gì? Đó là những cái đồng hồ mặc với vest, với áo sơ mi và có thiết kế là rất đơn giản. Còn mặt số thường chỉ có một màu thôi, trắng hoặc đen, được trải xước. Những chữ số thì cũng không quá lớn, không quá nhiều. Và thường là số Ả Rập hoặc là cọc số bằng vàng. Bộ kim thì thường là dáng dolphin. Nhưng mà cái mẫu 6000G của chúng ta thì có mặt số quá đặc biệt mà khác hẳn với những mẫu Calatrava khác. Bạn hãy thấy ở đây là rất nhiều số này. Một vòng số này, hai vòng số này, một vòng chỉ phút này, một mặt trong số bên trong nữa, rất nhiều chi tiết. Và góc 5 giờ chúng ta mua mặt số chỉ giây. Vâng, từ lúc giới thiệu thì thiết kế này đã gây được rất nhiều tranh cãi, có người thích, có người không. Nhưng tựa chung lại thì mẫu đồng hồ này thiết kế rất đặc biệt của hãng. Với việc quá nhiều số trên mặt số, các bạn nhìn thấy mặt số ngoài để chỉ ngày, mặt số trong để chỉ giờ, cái vạch chia màu trắng này chỉ phút. Và mỗi cái vòng như này thì lại được hoàn thiện một cách khác nhau. Mẫu số chỉ ngày thì được hoàn thiện sần, mẫu số chỉ giờ là những cái đường xước đồng tâm, mẫu số trong cùng là trải tia từ tâm đi ra giống kiểu ánh nắng. Vì thế dưới ánh sáng của đèn, ánh sáng mặt trời thì bạn có thể thấy là mỗi cái vòng số này nó lại có hiệu ứng ánh sáng riêng rất là đẹp mắt. Và vòng số chỉ ngày thì được chỉ với một cái kim màu đỏ ở đây này. Và cái mặt số phụ của góc 5 giờ là kim dây nhỏ, cũng được hoàn thiện những đường xước đồng tâm giống với ở vòng số chỉ giờ ở đây. Và riêng mặt số này có màu trắng. Tên thương hiệu Patek Philippe thì vẫn ở vị trí quen thuộc thôi, ở trung tâm đồng hồ. Mà có một cái điểm mà tôi không thích ở mẫu đồng hồ này, đó chính là bộ kim. Bộ kim màu trắng thì sẽ đem lại dáng vẻ thể thao hơn, nhưng mà trông hơi đơn giản quá. Thực sự tôi không khoái bộ kim này lắm. Phần mặt số chính là phần đặc biệt nhất trên đồng hồ này rồi. Còn những chi tiết khác thì làm sao? Về cơ bản, những chi tiết khác trên đồng hồ thì vẫn được giữ nguyên của dòng Calatrava thôi. Bộ vỏ dáng tròn, quen thuộc. Và có một nút bấm ở đây, bạn thấy ở đây là để chỉ ngày. Và thiết kế vỏ thì không quá nhiều sự đặc biệt, được đánh bóng toàn bộ. Và cái càng nối dây được vắt sang hai bên như thế này. Và chúng ta không có cơ bảo vệ đúng chỉnh giờ góc này, bởi vì đây là mẫu dress watch khá phổ biến, thiết kế quen thuộc. Một điểm rất là hay là đây là bộ dây. Bộ dây chính hãng này có màu xanh khá đặc biệt. Màu xanh này rất ít khi được xuất hiện trên dây của Patek Philippe. Thường thì dây Patek Philippe là dây màu nâu hay là màu đen. Và màu xanh đậm này thì rất là hiếm, được đi kèm với con số này. Và đây chúng ta có cái khóa hoa thị. Và đằng sau này thấy là dây thì được nối bởi bộ suốt đây. Và chúng ta có phần này để chọc vào để có thể tháo dây dễ dàng hơn. Và một cái phần cắt ra ở phần dây này giúp chọc suốt dễ dàng hơn. Và bên trong chiếc đồng hồ vẫn là bộ máy 240 quen thuộc của hãng thôi. Và Patek Philippe thì có một số dòng máy cực kỳ quen thuộc rồi. 240 là mini rotor, rotor nhỏ ở đây. Với mini rotor này chúng ta có thể quan sát bộ máy rõ ràng hơn, quan sát được nhiều chi tiết hơn. Còn bên cạnh đó chúng ta có máy 324. 324 là full rotor, có nghĩa rotor chiếm khoảng tầm 1/2 diện tích bộ máy. Và full rotor thì sẽ lên dây cót mạnh mẽ hơn do rotor nặng hơn. Mà bù lại thì nó sẽ che bớt bộ máy và có thể là bộ máy dày hơn. Về độ hoàn thiện bộ máy thì chúng ta không có quá nhiều điều để nói. Vâng, một từ thôi, hoàn hảo. Và tôi đã nhắc đến điều này rất nhiều lần trong rất nhiều review của Patek Philippe rồi. Những phần cầu nối thì được mạ rhodium. Và trên đó là những đường vân của Test de Genève này, rất quen thuộc. Ở đằng sau này là vân tròn black này. Cái rotor thì vẫn có logo hoa thị Patek Philippe. Bánh xe thì vẫn là bánh Spiromax quen thuộc rồi. Và trên đó chúng ta vẫn có con dấu Patek Philippe xuất hiện từ năm 2009. Khi đeo lên tay thì mẫu đồng hồ này có dáng vẻ rất là khác biệt so với những mẫu Calatrava bình thường.
Còn Calatrava thì có thiết kế khá là thanh lịch và hợp với những bộ vest. Nhưng mà mẫu đồng hồ này nó có thể đi với mọi trang phục. Và thanh lịch thì nó cũng có. Bên cạnh đó thì cũng có dáng thể thao khá là mạnh mẽ, nhiều số, trông khá là hầm hố và phức tạp. Và mẫu đồng hồ này thì theo đánh giá của tôi có thể sử dụng trong rất nhiều trường hợp khác nhau. Nhưng mà với những cái người mà thích cái dòng classic, có nghĩa cổ điển, thì có lẽ mẫu đồng hồ này không hợp lắm. Đồng hồ này trông khá là phá cách. Và đây là mẫu đồng hồ nhận được nhiều tranh cãi nhất trong dòng Calatrava của Patek. Tổng mẫu Patek Philippe Calatrava 6000G hiện đang được bán mức giá chính hãng là 28.000 USD. Nhưng mà tất nhiên, để với giá bản luxury, các bạn sẽ nhận được mức giá chiết khấu ấn tượng nhất. Và để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn hãy truy cập ra bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.